Phụng Hoàng muốn bay xa vạn dặm. Giang hồ rộng lớn, biết nơi đâu là nhà. Gặp nhau là duyên, tặng người thiên lý mã. Thiếu hiệp, có thể giúp ta không? Thiếu hiệp, có thể giúp ta không? Tại gia và huynh đệ, xuất môn và bằng hữu. Tại hạ chờ đợi đã lâu rồi. Hãy nhận phương tôn, sớm ngày quay lại. Một khi đã rút kiếm, sẽ quyết chiến đến cùng. Đại tiểu thư Hồ gia xảy ra chuyện rồi. Phụng Hoàng muốn bay xa vạn dặm. Có được Cửu Châu Phương Tôn, ắt sẽ có thiên hạ. Sự việc chưa... Đã tới lúc đoạt lại sức mạnh Phương Tôn rồi. Hãy nhận phương tôn, sớm ngày quay lại. Hãy an phận ở yên trong thành, ta sẽ theo dõi ngươi. Tiểu gia Triệu Bang, ta có thể giúp gì được cho ngươi? Được hầu gia xem trọng, đó là phúc phận của ngươi. Hãy nạp
trong bản lão gia nào. Hãy nhận Phương Tôn, sớm ngày quay lại. Người ăn mặc thật kỳ lạ. Giang hồ rộng lớn, biết nơi đâu là nhà. Có được Cửu Châu Phương Tôn, ắt sẽ có thiên hạ. Thiếu hiệp bản lĩnh vậy, chẳng hay thuộc ai nào. Kiếm tuy nhanh, nhưng không đoạn được phiền não thế gian.